Bên trong nồi cơm điện của Nhật có cái gì? Hôm nay mình sẽ mở một cái hộp, một cái nồi cơm điện của Nhật cho các bạn coi nha. Cái nồi này thì hàng sắp tay nha các bạn, mua ở Nhật và sắp tay về thì giá thị trường là hơn 6 triệu, nhưng mà do hàng sắp tay lên nó rẻ hơn, mua 6 triệu là ở Nhật đó các bạn. Thì đây là cái phụ kiện của nó này, chữ Nhật luôn nha. Đó, cái thìa này mà cũng xếp cơm thôi mà cũng bằng Nhật luôn. Đó. Rồi, hướng dẫn này. Hướng dẫn này. Còn tiếng Nhật thôi, chả hiểu cái con khỉ khô heo gì hết. À, nồi này nó chạy 110 các bạn. Đó, nồi này nó chạy 110 này. Điện 110V này. Đó. Ở đây là nó ghi toàn tiếng Nhật, nó không có tiếng Anh luôn. Thì thường các bạn mua đồ đồ Nhật là toàn bộ nó đều bằng tiếng Nhật hết các bạn ơi. Đó, Nhật không à. Tìm cái chữ tiếng Anh để đọc nó không có luôn này. Đó, toàn bộ tiếng Nhật hết. Rồi, đây là cái nồi này các bạn. Cũng khá là đơn giản thôi. Quay sắt rất là chắc chắn luôn. Đó, mở này. Mở ra. Đây nó có một cái lon để đông gạo các bạn. Đây là cái nồi này. Trời, rất là nặng luôn các bạn. Cái nồi này chắc bằng inox 304 của Mỹ nha. Thì cái nồi này nó chống chì các bạn. Và nó chống bị chống sét chống rỉ luôn các bạn. Ở trong đây là nó ghi luôn là cái mức này. Đó, nặng lắm. Cái này cân chắc bèo chắc cũng phải gần 2 kg á. Nhìn đẹp ha. Inox 304. Inox 304 là của Mỹ nha các bạn. Đây là cái nút nhấn này. Ở đây có ba cái đệm để nó khi mà mình nhấn xuống nó êm các bạn. Logo Nhật hết. Đây nó có một cái van này. Van này, van hơi để đẩy ra ngoài, đẩy hơi ra ngoài này. Đó. Đây, nút này. Nút bằng tiếng Nhật luôn. Cái này xíu nữa chắc mình phải lấy cái Google Map, sau đó mình lấy cái Google Translate á, bắt đầu mình dịch ra. Mình dịch ra nó là cái nút gì sau đó mình mới xài được. Thì thường mấy cái nồi này về thì mình mà không biết tiếng Nhật thì cũng bó chim thôi. Đây, đằng sau này. Đó, ở đây nó có một cái quạt này các bạn, chắc là để nó tản nhiệt này. Có một cái quạt tản nhiệt này. Ở đây dây điện này, dây điện thì nó sử dụng nó chơi theo cái kiểu mà rút ra các bạn. Rút ra rút vô là nó dừng lại á. Cái loại là ngày xưa hay xài lắm. Mấy cái đồ mà ngày xưa đồ điện ngày xưa nó hay xài theo cái kiểu mà rút ra rút vô này. Đó. Rút ra, dừng lại. Rồi rút thêm cái nữa là nó tắt, nó chui vô lại. Không. Đây thì cũng toàn tiếng Nhật thôi. Đấy. Nồi 1 lít CKV 115A. Ở đây cái van này thì các bạn có thể tháo ra để vệ sinh này. Ở đây nó có một cái van để nó đẩy hơi ra ngoài á. Thì ở đây mình có thể mình bung ra mình vệ sinh được. Sau đó mình nhấn lại. Còn cái nút này là cái nút để nó đẩy hơi, nó giữ hơi á. Cái miếng cao su này để đẩy hơi giữ hơi này. Đó. Thì nồi này nó khá là đơn giản thôi, cũng không có gì gọi là nó cầu kỳ hết. Thì những cái tiếng Nhật này thì các bạn cứ dùng cái Google Translate ở trên điện thoại ấy, các bạn dí vô là tự động nó hiện ra cái tiếng Việt là cái chữ gì á, để cho mình coi, để mình sử dụng, mình ghi lại mình sử dụng. Cũng đơn giản. Và điện này thì phải xài điện 110 các bạn. Tại vì đồ Nhật nội địa là 110 hết, không có xài 220 nha. 22 cháy 110 thôi. Tại vì đồ Nhật mà. Ở bên trong thì nhìn sơ sơ mình thấy lõi đồng đồ này nọ cũng rất là ghê gảnh. Đó, nên là hàng này là nói chung là giá mà mua 5 6 triệu thì đúng là khủng bố rồi. Đó, nó cũng chất lượng rồi. Đó, gạt xuống có cái này giữ luôn. Nói chung là nồi này thì mình nghĩ là để cho dành cho một hai người ăn thì rất là hợp lý luôn.
Và nồi này thì mình nấu cơm mình để khoảng 2-3 ngày thì nó vẫn không có hư cơm, không bị thiêu. Và những cái ron này thì mình có thể mình vệ sinh nha. Đây là những cái ron này, đặc biệt những cái nồi cơm cơm điện mà sử dụng gia đình đó, các bạn xài thời gian các bạn phải vệ sinh mấy cái ron cao su này. Bởi vì những cái silicone này khi mà mình xài á, nó ẩm á, là nó sẽ bị mốc, nấm mốc á. Thì khi mà mình nấu á, thì mình mà để chế độ hâm á, là nó sẽ bị thiêu cơm. Và đặc biệt là cái nồi cơm điện của Nhật thì nó không có cái bị cái trường hợp mà mình nấu mà chỗ nhão chỗ cứng nha. Nhưng những cái nồi Việt Nam mình thì đa số là hay bị lắm. Chỗ thì nó khô, chỗ thì nó ướt á, nên ăn cơm khó chịu lắm. Đó thì rồi ok. Một cái nồi cơm điện của Nhật khá là gọi là đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ hết, nhưng mà cả một công nghệ trong đó các bạn. Và mình cũng từng sử dụng nồi Nhật rồi, nó rất là tốt. Tại vì một cái nồi cơm điện mà giá mà 5-6 triệu thì các bạn nghĩ là nó như thế nào ha, nó đáng đồng tiền bát gạo lắm á. Các bạn nào mà muốn sử dụng bền lâu dài, cũng giống như là muốn đồ cơm nấu cơm ngon, thì các bạn cứ sắm một cái nồi Nhật thì bảo đảm luôn là các bạn sẽ không bao giờ hối hận đâu. Đó. Rồi, và các bạn phải xài một cái ổn áp nha. Đây. Đó, các bạn phải nên có một cái ổn áp có cái điện 110 các bạn ha. Đó, tại vì cái đây là cái lò nướng của mình tối thui. Đó, đây là cái máy nướng của mình này, cũng xài điện 110 của Mỹ. Còn cái này thì các bạn, cái này thì nó có 220 là ổn áp này, còn này là biến áp là xuống 110 các bạn xài. Thì thằng này là nó tới 2 kg các bạn. 2 kg là 2000 mAh á. Đó, nên đâm ra là xài rất là ổn. Và đặc biệt là các bạn lưu ý nha, là khi mà cái nồi cơm điện hoặc là những cái máy nướng đồ của Nhật á, các bạn lưu ý là ví dụ như nó yêu cầu là bao nhiêu watt. Giả sử như là cái nồi cơm điện này là 100W đi, thì các bạn phải mua một cái biến áp từ 300W 220 nha. Để tại vì thường 100W của cái điện 110 nó sẽ phải nhân đôi lên nó mới chịu được công suất của cái nồi nha các bạn. Cái biến áp á, nó mới chịu được cái công suất. Ví dụ như là cái nồi này 100W thì các bạn mua 300W. Cái lò nướng 800W thì các bạn phải mua là 1800 cho đến 2000, có nghĩa là 2 kV á. Đó. Thì các bạn xài nó với bền nha, nó với không có bị nóng và bị hư cái ổn áp nha, còn không nó sẽ bị hư á. Thì đây là một trong những cái mẹo mà để các bạn có thể sử dụng đồ Nhật khi mà các bạn mua những cái biến áp cho gia đình. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn xài thiết bị nha, nhớ là xài 1 đến 2 thiết bị, hoặc là khi các bạn xài 2 thiết bị thì cộng hai cái thiết bị đó lại thì các bạn xem là tổng là bao nhiêu watt nha. Còn không là các bạn xài cùng lúc 2 thiết bị mà công suất nó vượt luôn công suất của cái ổn áp là ổn áp nó sẽ bị cháy nha, hoặc là nó sẽ bị đóng CB. Đó, đó là cái mẹo để các bạn có thể sử dụng cái nồi những cái thiết bị mà điện 110. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Sau khi mình dùng Google Translate mình dịch thì mình đã note ra được là những cái tính năng nha các bạn. Ở đây là nút hâm này nha, này nút hâm này. Đây là nút nút hủy cancel, ví dụ các bạn muốn nấu cái gì nó hủy này. Này menu. Thì ở cái menu này nó sẽ có nhiều cái lắm, ví dụ như nấu cơm trắng này, rồi nấu cháo, rồi nấu gạo không vò, rồi nấu canh, nấu súp đồ ở đây. Và đây là cái thời gian này các bạn. Này cái thời gian. Cái này là food này. Cái này là này chưa dịch đúng nghĩa, còn này nấu nè. Thì ví dụ như là các bạn vo gạo xong các bạn cho vô cái nồi ha, các bạn nhấn cái nút này cái là tự động nó nấu nha các bạn. Đó, nó tự động nó nấu thôi, rất là dễ sử dụng. Và khi mà nó chạy thì nó sẽ kêu cái quạt ở đây. Ở đây nó có một cái quạt, nó kêu để nó đẩy cái nó kêu để nó đẩy cái hơi nóng ra các bạn, nên là nó cái nồi này xài cái nồi này nó sẽ bền nha các bạn. Đó, thì đây là một trong những cái cách mà mình sử dụng những cái thiết bị mà đồ Nhập. Sau khi nấu cơm xong nó sẽ nhảy qua cái chế độ hâm nóng nha các bạn.
Và bây giờ mình sẽ mở cái nồi này ra để cho các bạn coi là cái cơm bên trong nó ok như thế nào nha. Đó. Các bạn thấy cơm nó đều không? Trời ơi, rất là đều và nó rất là khô nha các bạn. Có nghĩa là cơm nó ngon đấy. Chứ không nó bị, nó không có phải bị cái trường hợp mà nó nhão nhão nha các bạn. Đó, các bạn thấy cơm này. Và đặc biệt là nhiều nước hay là ít nước á, là khi mà mình nấu á, thì nó đều tự xử lý hết để cho cái hột cơm của mình nó ngon nha. Đó, và nước nó đọng lại ở trên đây này các bạn. Và nó tự động nó bốc hơi luôn. Nên là các bạn thấy là nó không có một cái giống như là cái ca để nó đựng cái nước chảy á các bạn. Có nghĩa là nó xử lý cái nước này luôn nè. Đó. Nên là khi mà mình nấu á, là mình không cần phải có một cái ca nhỏ để nó đựng cái nước để nó chảy ra luôn ha. Đó. Quá ok luôn. Nồi cơm điện của Nhật trị giá hơn 6 triệu. Hạt gạo rất là ngon, chín tới, hạt không bị nhão, không bị sống, cơm ngon. Gạo này là gạo được tài trợ các bạn. Gạo này mình lấy thử cái gạo mà được phát đó để mình nấu thử, mình test thử xem. Tại vì cái hạt gạo thì nhìn nó cũng không ngon lắm, nhưng mà khi mà nấu bằng cái nồi này lên thì nhìn hạt gạo này nó rất là ok. Hạt nó không có bị nhão quá, không nở quá, mà nó vừa tới luôn các bạn, và nó không có bị rời rạc cái hạt cơm á, nên đâm ra là nhìn vô cái cơm á nó rất là ngon, ăn ok nha. Mình thử, mình bốc, mình ăn thử rồi à, đó, ăn sống ok không? Nói chung là đáng đồng tiền mất gạo một cái nồi cơm điện hơn 6 triệu rồi các bạn.